Đồng Nai xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm là một trong bốn nhiệm vụ đột phá. Trong đó, tỉnh đã có nhiều chương trình kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ, nên năm 2023, diện tích đạt chứng nhận hữu cơ của Đồng Nai tăng nhanh, đa dạng hơn về sản phẩm. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trang trại hợp tác xã Nông trại Dốc Mơ ở xã Gia Tân Ba, huyện Thống Nhất là một trong những trang trại có diện tích lớn sản xuất hữu cơ với khoảng 16 hecta. Hiện các sản phẩm như trái cây, các loại gia vị, sản phẩm chăn nuôi như gà, vịt, heo lai rừng từ trang trại cung cấp ra thị trường đều được sản xuất theo chuẩn hữu cơ. Riêng sản phẩm rau ăn lá và rau trái như khổ qua, mướp, bầu, bí đã được chứng nhận hữu cơ với diện tích 5 hecta. Đây là trái khổ qua trồng theo chuẩn hữu cơ đã được 4 đến 5 ngày tuổi. Với những cái sản phẩm hữu cơ thì tuy là cái mẫu mã nó không được đẹp và cái sản lượng nó cũng không nhiều, nhưng mà cái chất lượng đạt rất là tốt. Vì vậy mà thị trường rất là ưa chuộng và cái đầu ra khá là thuận lợi. Mình làm hữu cơ thì các cái phần phân bón của mình đó là hữu cơ, thì nó nuôi cả một cái hệ vi sinh rồi dung đất này kia ở bên dưới. Thì mình làm thì qua từng mùa thì đất đai mình nó sẽ tốt lên. Về lâu dài thì mình sẽ đỡ phải dùng phân bón lại hơn. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn Đồng Nai đã tập trung nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ với đa dạng sản phẩm cây trồng, vật nuôi. Theo đó, diện tích đạt chứng nhận hữu cơ trên địa bàn tỉnh tăng nhanh qua từng năm. Cụ thể, năm 2021, toàn tỉnh có 3,5 hecta cây trồng đạt chứng nhận hữu cơ. Năm 2022, diện tích này tăng lên 7 hecta và hiện toàn tỉnh có 27,2 hecta diện tích cây trồng được cấp chứng nhận hữu cơ với nhiều sản phẩm như tiêu, sầu riêng, rau, v.v. Sản phẩm ớt đã được chứng nhận hữu cơ của Vinacontrol ngày 10 tháng 10 năm 2023 vừa qua, cùng với lại những cái test kiểm định của châu Âu và của Nhật. Cho nên tất cả là đều đạt chuẩn. Thì hiện tại sản phẩm đầu ra của hợp tác xã là đang xuất đi Đức với Pháp với Canada. Căn cứ định hướng phát triển công nông nghiệp và khảo sát chất lượng môi trường đất nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch được 8 vùng sản xuất hữu cơ tập trung với tổng diện tích gần 19.000 ha. Ngoài vùng tập trung, toàn tỉnh xác định thêm 23 điểm đáp ứng được điều kiện sản xuất hữu cơ tại các địa phương. Trong năm 2023 thì tỉnh Đồng Nai cũng đã trình qua bên Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng xây dựng một cái chính sách hỗ trợ cho cái phát triển sản xuất hữu cơ. Trong đó thì trong cái chương trình hỗ trợ sản xuất hữu cơ thì bao gồm các cái đối tượng là doanh nghiệp, là hợp tác xã, là hộ gia đình cá nhân, hỗ trợ trên hai cái lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Thời gian tới, ngành nông nghiệp Đồng Nai tiếp tục tập trung các giải pháp phát triển vùng sản xuất hữu cơ theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Trong đó ưu tiên hoàn thiện kết cấu hạ tầng vùng sản xuất hữu cơ tập trung, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu đối với sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của tỉnh, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, truy xuất sản phẩm và thương mại điện tử.